Xin mến chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nginh Bất Động Sản. Số điện thoại 0916 681 682. Kênh Nginh Bất Động Sản chuyên giới thiệu về nhà đất, nhà dự án, đất dự án và các loại dịch vụ về bất động sản. Lần đầu tiên quý vị và các bạn đến với kênh Nginh Bất Động Sản. Quý vị yêu mến, vui lòng bấm like, subscribe, share và nhấn chuông để cập nhật những thông tin mới nhất từ bất động sản. Hôm nay Nginh lại tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn một căn nhà được nằm trong khu dân cư Anh Tuấn Riverside, thị trấn Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà có diện tích 7,5m nhân với 13m. Có kết cấu hiện trạng trệt 2 lầu sân thượng. Có 3 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng khách, bếp và gara để xe hơi. Đây là khu vực của nhà bếp dưới tầng trệt, được gia chủ tặng full nội thất. Toàn bộ là đồ cao cấp được nhập khẩu. Đây là khu vực của nhà bếp. Với thiết kế tỉ mỉ, gia chủ đã mang đến không gian, khung cảnh đẹp nhất đến cho quý vị và các bạn. Đây là toàn bộ khu vực sảnh dưới và cũng được lên hệ thống đèn LED 3D chỉ nổi. Căn nhà được tặng full nội thất như bộ bàn ghế sofa, TV màn hình 65 inch, tủ lạnh CyberSide cỡ lớn. Tất cả đều được nhập khẩu. Căn nhà mới hiện tại giá bây giờ được gia chủ rao bán với giá 11,5 tỷ. Được nằm trong khu dân cư Anh Tuấn Riverside, đường N9 kết thông ra Huỳnh Tấn Phát 2581. Về khu vực dưới gầm cầu thang cũng được gia chủ thiết kế cho một bộ học tủ nhỏ. Và cầu thang cũng được gia chủ lên tông màu trắng đen, kính cường lực, làm cho căn nhà rất là sang trọng. Chúng ta cùng nhau lên lầu 1. Trên lầu 1 của căn nhà có một phòng duy nhất, đó là phòng master, phòng cỡ lớn, được trang bị đầy đủ tủ, giường, máy lạnh, phòng xông hơi, bồn tắm. Tất cả đều là đồ nội thất cao cấp. Và hệ thống cửa cũng được gắn cửa điện tự động, mở khóa bằng vân tay. Đây là khu vực của nhà vệ sinh. Chúng ta đều có bồn tắm. Tất cả đều là đồ cao cấp và đều được nhập khẩu. Với phòng master này, một không gian rất là rộng, được trang bị đầy đủ giường nệm, tủ lạnh, tủ quần áo. Tất cả nội thất. Quý khách đến chỉ việc xách vali về ở và hưởng thụ.
Với phòng master này cũng được gia chủ tặng thêm một cái màn hình TV 65 inch để cho gia đình ngồi giải trí. Đây là phía sau của phòng master, để trang bị như là thư viện. Tất cả đều là trần 3D, thạch cao chỉ nổi, mang phong cách hiện đại. Đồ gỗ ngoại nhập, tất cả đều là đồ cao cấp. Tiếp theo chúng ta cùng nhau lên lầu 2. Trên lầu 2 này chúng ta có hai phòng ngủ cỡ nhỏ và có nhà vệ sinh riêng biệt. Căn nhà được tặng full nội thất từ lầu 1 lên lầu 2. Đây là toàn thể trên lầu 2, có hai phòng ngủ riêng biệt và có nhà vệ sinh riêng. Về cửa, đồ gỗ cao cấp và đều có gắn cảm biến. Tất cả đều được tặng full nội thất. Căn nhà có giá hiện tại 11,5 tỷ đồng. Căn nhà có diện tích 7,5 m x 13 m. Được nằm trong khu Anh Tuấn, Di và Sai. Khu dân cư rất là đông đúc, một khu dân cư phức hợp. Về phần đằng trước chúng ta có một cái ban công nhỏ để nhìn về phía trước. Căn nhà có diện tích 7,5 m x 13 m, full nội thất, có 3 phòng ngủ, có 5 nhà vệ sinh và gara xe hơi để rất là rộng rãi. Khu dân cư văn minh, rất là yên tĩnh. Đây là toàn bộ đồ gỗ được nhập khẩu. Phòng nào cũng được gia chủ tặng full nội thất, nên chủ mới chỉ việc xách vani về ở, không cần phải mua sắm gì thêm. Chúng ta cùng tham quan hai phòng ngủ trên lầu 2. Như quý vị đã thấy, căn nhà được xây mới hoàn toàn 100% và thiết kế trần thạch cao chỉ nổi, rất là đẹp. Được gia chủ làm rất là tỉ mỉ và công phu.
chúng ta cùng nhau lên trên sân thượng. Về khu vực sân thượng cũng được gia chủ lắp đặt bồn nước và bình năng lượng mặt trời. Tất cả đều là đồ mới, đồ nhập khẩu cao cấp. Đây là toàn bộ khu vực sân thượng, chúng ta cùng tham quan về khu vực xung quanh. Dân cư đông đúc, khu văn minh, nhà đồng bộ cao tầng. Lần đầu tiên quý vị và các bạn đến với kênh Ninh Bất Động Sản. Quý vị yêu mến, vui lòng bấm like, subscribe, share và nhấn chuông để cập nhật những thông tin và những căn nhà mới nhất từ kênh Ninh Bất Động Sản. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi.